nay mình sẽ cho mọi người xem loài bướm này. Mọi người biết đây là bướm gì không? To lắm. To gần bằng hai bàn tay. Nó xòe cánh ở hai bàn tay. Rất là to. Mình lần đầu nhìn thấy luôn. Không biết là mọi người đã nhìn thấy chưa, nhưng mà nhìn to, cánh giang rộng lắm. Ai mà biết loại tên của bướm này thì để lại bình luận nhé, cho mình biết với nhé. Mình chả biết là bướm gì. To thật. Mọi người biết là loài bướm gì vậy? Tên nó là gì ạ? Và mình xin chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem video. Và mọi người đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi kênh động vật của mình. Và hẹn mọi người vào những video sau nha. Xin chào tạm biệt.